Những cái vòng tròn đen ban đầu là những cái chấm nâu nhỏ thôi, gọi là ghẻ kim, với những cái vệt sáng xung quanh, với những cái vệt sáng xung quanh, sau đó nó mở rộng ra, nó mở rộng ra trên lá, nó nhân sinh ra trên lá, nó lây lan ở trên chính cái lá đó, và nó cũng mở rộng cái mức độ ảnh hưởng của nó từ cái hộp kim đó ra, từ cái mà vết kim thôi, nó mở rộng ra, nó làm vàng, có một cái viền vàng bất đối xứng nó xung quanh cái vệt màu nâu đó, và nó lan từ từ, và đồng thời nó không chỉ lây lan ở trên lá của lá này mà nó còn quay lan qua những lá khác ở trên cây, và nó lây lan toàn vườn luôn. Nếu mật độ ẩm độ càng cao thì nó lây lan càng nhanh. Một video rất là thú vị về những cái hiện tượng bị đốm lá, ghẻ lá và bị lá nó bị lan lan như thế này bà con. Đây là hai cái dạng khuẩn khác nhau mà chúng ta thường hay bị lầm lẫn. Tuy nhiên là cái cách phòng trị đó của Willow Farm đối với hai cái dạng này là một thôi. Nên bà con chúng ta cũng yên tâm, đừng có lo lắng nha. Ở trong màn hình bà con chúng ta đang thấy là cái lá sầu riêng Thái của chúng ta nó bị gì ạ? Đốm mắc cua rất là nhiều. Ở đây đốm mắc cua bà con thấy nè, chính giữa nó sẽ có một cái vòng màu đen. Khi nó mở rộng ra bà con chúng ta sẽ thấy nó lủng luôn cái lỗ lá luôn. Nè, lủng luôn rồi nè, 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 thấy không? Lủng cái lá luôn. Và những cái vòng tròn đen ban đầu là những cái chấm nâu nhỏ thôi, gọi là ghẻ kim, với những cái vệt sáng xung quanh, với những cái vệt sáng xung quanh, sau đó nó mở rộng ra, nó mở rộng ra trên lá, nó nhân sinh ra trên lá, nó lây lan ở trên chính cái lá đó, và nó cũng mở rộng cái mức độ ảnh hưởng của nó từ cái hộp kim đó ra, từ cái mà vết kim thôi, nó mở rộng ra, nó làm vàng, có một cái viền vàng bất đối xứng nó xung quanh cái vệt màu nâu đó, và nó lan từ từ, và đồng thời nó không chỉ lây lan ở trên lá của lá này mà nó còn quay lan qua những lá khác ở trên cây, và nó lây lan toàn vườn luôn. Nếu mật độ ẩm độ càng cao thì nó lây lan càng nhanh. Còn cái ghẻ kim với lại đốm mắc cua này là do khuẩn Santhonomas nó gây ra. Còn đây là một cái dạng khuẩn khác nữa mà tự nhiên quên ngang cái tên, xin lỗi quý bà con, anh sẽ cập nhật sau. Cái này là do cái gì bà con? Do cái con rầy nó đã gọi là chích thuốc, nó có một cái đường dẫn, nó để một cái đường hở, và sau đó cái con khuẩn này nó vô đây, nó ăn lan lan lan. Bà con thấy nè, cái vết lan của cái con khuẩn ăn lan này khác với cái con khuẩn Santhonomas, nó gây ra cái bệnh đốm mắc cua và ghẻ kim, thấy không? Đó, đây cũng là một cái dạng khuẩn. Và nếu mà về cái phương pháp xử lý Willow Farm thì sử dụng chung một cái chai là chai siêu yếu Z. Nhưng mà đây là hai cái dạng khuẩn khác nhau, và Hằng Anh xin thưa sẽ cập nhật cái khuẩn này, tên này tự nhiên quên ngang luôn, thiệt sự là quên ngang. Còn cái khuẩn mà gây ra đốm mắc cua là Santhonomas nha bà con nha, ghẻ kim đốm mắc cua là Santhonomas. Thì bà con thấy thường thường nấm khuẩn ghẻ kim đốm mắc cua nó sẽ xuất hiện nhiều do nấm khuẩn khi mà ẩm độ cao. Còn cái bạn mà bị ăn lan lan như vậy, chúng ta thường hay bị nhầm với là thiếu trung vi lượng. Bạn này là do con rầy xanh nó đã chích hút, có một cái đường dẫn là bắt đầu vô, nó sẽ lan vô và nó lan ra giống như sơn thủy gì đó. Thì đây là hai cái tác nhân, cái điều kiện ảnh hưởng khác nhau, mặc dù cũng là do nấm khuẩn gây ra nhưng là điều kiện ảnh hưởng khác nhau bà con nhé. Một cái là do rầy tạo đường dẫn, một cái là do sao ạ, ẩm độ quá cao và nấm khuẩn nó sẽ vào tấn công khi cái cây của mình sức đề kháng nó yếu. Vậy thì đối với giải pháp của khu vườn của bên mình, khi mà bị lá nào lá nấy nó đều bị hết như thế này bà con, thì chúng ta sẽ sử dụng như Hoàng Anh là cơ chế bây giờ sẽ là cơ chế trị. Thì 1 lít siêu giáp là chúng ta sẽ cộng với 300 lít nước và chúng ta sẽ phun ướt toàn tán. Chúng ta có thể kết hợp với thuốc rầy xanh như là mảnh tứ nhiệt rầy, mảnh tứ nhiệt sâu bọ nhện, tại vì Hằng Anh thấy cái đuôi tôm nó đang le ra như thế này, chúng ta kết hợp luôn. Và trong trường hợp mà cây đang bị bệnh như vậy thì bà con chúng ta hãy chữa bệnh trước, chúng ta khoan sử dụng cái bộ ba siêu giọt đọt nha. Và chúng ta sẽ phun hạt siêu giáp kết hợp với cái dạng mảnh tướng trước, để chúng ta phun để cô lập cái vết bệnh của mình lại, cô lập những cái vết bệnh mình lại để nó không có lây lan nữa, những cái đốm này nó không lây lan, nó không nở ra và không lây lan nữa, như vậy nó sẽ tốt cho cái cây cái lá của mình hơn. Sau khi mà nó đã cô lập được rồi thì những cái lá nào mà nó bị bệnh quá nó sẽ lá rụng về cội đó, bằng chứng ở dưới gốc là cũng có một số lá, ngoài cái cành tâm ra thì cũng có một số lá là bị do bệnh. Đây, một số lá là bị do bệnh nè bà con nè. Nè, một số lá nó đốm đốm vậy nó vẫn còn hằn lại mặc dù nó khô rồi nha. Một số lá này là do bệnh nó rụng xuống. Thì bà con thấy là bệnh mà nó vẫn còn tác động. Khi mà chúng ta cứ để cho cái cây của mình mà nó bị ghẻ kim đốm mắc cua với lại khuẩn nó tấn công như vậy hồi á, là nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là cái lá của mình nó mất đi khả năng quang hợp. Còn có một số cái chấm 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 gì nữa nè bà con nè, này là nó bị gì bà con, cái này là nó bị nhện nữa,
Đây, một số cái chấm này nó bị nhện nè. Đây, cũng là chấm đỏ nhưng mà chấm này là chấm của nhện nha. Chấm này là chấm của nhện. Mà con thấy là chấm này chấm của nhện, một số chấm này là chấm của nhện nè. Nhện tấn công nè, mùa nắng nè, nhện nhiều dữ lắm. Vườn này Hằng Anh quan sát rồi, nhện rất nhiều, nhện với rệp sáp, bọ bọ cánh cứng nha, bọ chuối rồi đó. Rệp chuối, bọ chuối á, mà con thấy rất nhiều nên là chúng ta cần phải kết hợp luôn, là thằng siêu giáp kết hợp với mạnh tướng diệt rệp, kết hợp với mạnh tướng diệt sâu và mạnh tướng diệt rầy. Chúng ta phun luôn, phun nào có thấy cái cây của mình là nó đảm bảo là những cái tác nhân đó nó ít lại thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyển qua, chúng ta sử dụng bộ ba siêu vật đọt. Bộ ba siêu vật đọt để kéo những cái cơ đọt đang rất là khỏe này ra nè, cơ đọt mới nó ra rất êm. Cơ đọt mới nó ra không chỉ là cái phần đọt mới này mà nó ra những cái đọt đọt nách ở bên trong, không chỉ ra đọt thẳng không mà còn ra những cái đọt nách nữa. Những cái đọt này rất rất chi là êm nha bà con nha, rất êm. Thì bà con chúng ta sử dụng bộ ba siêu vật đọt gồm là vật đọt sầu riêng cộng với siêu ano sinh học cộng với gì ạ? Cộng với rồ combi tạo đỏ là rất êm nha bà con nhé. Thì bà con xin phép nhắc lại một lần nữa, đối với cây mà đang bị bệnh đốm nhiều như thế này, bị nấm khuẩn tấn công nhiều thế này, bà con chúng ta tập trung chữa bệnh là riêng rẻ, là sử dụng siêu giáp riêng. Còn khi mà cây mà nó khỏe rồi, bà con chúng ta để tiết kiệm công phun nhân công, phun xịt và thời gian với bà con chúng ta ra vô vườn ấy, thì bà con chúng ta có thể kết hợp là siêu giáp cộng với sâu rầy cộng với lại bộ ba siêu giọt đọt của bộ ba giọt đọt của Willow Farm luôn thì rất là ok. Vườn này bà con thấy nó đang le đọt mới ra rất là đẹp và nó bị rệp chuối nó cắn một số lá rất là ủ luôn, nhưng mà không sao, cái cơ đọt mới của mình nó rất là êm rồi. Cơ đọt mới của mình nó ra những cái, nó đánh thức những cái mầm ngủ tuốt ở bên trong này, nó ra những cái đọt thẳng và đọt nắp rất là nhiều, nó sẽ bù tàn lại rất là nhanh. Cho cái lá nào mà nó bị bệnh rồi thì nó cứ cho lá rụng về cọ cho nó xong đi nha bà con nhé. Vậy thì khi mà trồng sầu riêng, bà con chúng ta cần phải hạn chế giúp vườn Hằng Anh là những cái chuối như thế này. Dĩ nhiên là chuối nó sẽ giúp chúng ta lấy ngắn nuôi dài, nó rất là tốt, nhưng mà một thời điểm nào đó bắt buộc chúng ta phải kill off nó xuống, phải bye bye nó thôi. Chúng ta để nhiều quá, rậm rạp quá cho sầu riêng của mình, thứ nhất thiếu nắng, cái thứ hai nó bị cạnh tranh dinh dưỡng. Cái rễ chuối ăn rất nhanh, nó sẽ lan qua cây sầu riêng, và nếu mà con biết rễ chắc không phải đánh hơi đâu, nhưng mà nó cảm nhận được bà con, khi chúng ta rải phân thì rễ chuối nó sẽ nào nó mồi qua và nó sẽ ăn nhanh hơn rễ sầu riêng. Vì thế cây sầu riêng của mình mặc dù mình cũng bón dinh dưỡng vô nhưng mà nó không có được ăn một cách trọn vẹn bà con, nó không được ăn một cách trọn vẹn. Chúng ta nói là thôi trồng cây chuối ở đây rồi nó dinh dưỡng, nó ớt ba đỏ ba gian này cũng khá là cao thì cái cây chuối mình sẽ tự ăn dinh dưỡng ở đây. Nhưng không, nó rất là thông minh, cơ chế là con người là cũng sinh tồn, thì cây cỏ nó cũng sinh tồn, thì nó sẽ mồi qua bên cây sầu riêng để mình ăn những cái phần mà con chúng ta bón cho cây sầu riêng của mình. Thế nên là có lời khuyên với bà con chúng ta hãy nhanh chóng bón cái chuối này đi, và nãy anh chủ vườn anh cũng chia sẻ rồi, anh sẽ nhanh chóng bón cái chuối này đi, và cũng như là tới thời điểm rồi, đúng người đúng thời điểm rồi nên chúng ta sẽ bỏ nó đi bà con nhé. Đây, trong video này thì Hoàng Anh cũng chia sẻ ngắn về hai cái dạng khuẩn khác nhau, là một cái dạng khuẩn gây ra gãy kim bướm mất cua là Santhonomas, và một cái dạng khuẩn gây ra cái vụ lan lan màu vàng vàng giống như là bị thiếu vi lượng vậy đó. Nhưng mà nó không phải thiếu vi lượng, nó cũng do một dạng khuẩn do thằng rầy nó chích hút, rầy viên nhện chích hút và nó để lại cái đường dẫn và con khuẩn nó vào, nó ăn lan, nó ăn cái diệp lục tế đi. Và hai loại này đều làm cho cái lá của chúng ta nó trở nên vàng vọt và nó có tính lây lan. Vì thế bà con chúng ta cần phải nhanh chóng xử lý nó nhanh bằng sản phẩm siêu giáp giúp vườn Hoàng Anh. Và sản phẩm của Willow Farm đều có cái chương trình giao hàng tận nơi cho quý bà con chúng ta. Bà con đang ngủ cũng dễ nguồn ship luôn, shipper người ta ship luôn quý bà con chúng ta một cách rất dễ dàng. Và hóa đơn từ trên 2 triệu đối với phân bón Willow Farm đã hỗ trợ 50% phí ship rồi, quý bà con chúng ta yên tâm nha. Và có chương trình hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho quý bà con chúng ta thông qua hotline, thông qua Zalo chat, thông qua fanpage, thông qua website và bằng những cái hình ảnh thực tế đi vườn như thế này. Nên bà con chúng ta yên tâm, Willow Farm là người thật việc thật, đi từ miền Tây ra tới Tây Nguyên như thế này để có thể chăm sóc vườn cho quý bà con chúng ta. Và dĩ nhiên là Willow Farm sẽ đi theo tuyến nên chẳng hạn như vườn này thì khoảng một tháng sau thằng anh gây lại. Đối với những cái lá bệnh á, thật sự lá này là đã bị cô lập bệnh rồi, trước kia nó lan dê lắm, lá này đã bị cô lập bệnh rồi. Và anh cũng chưa có phân kỹ về công việc của anh khá là nhiều, tại anh vừa phải đi dạy rồi anh còn vừa phải làm công tác nhà thờ nữa, và cuối năm bà con cũng biết là Noel Noel này nhiều dữ lắm nên anh cũng khá là bận. Nhưng mà không sao, chúng ta đã quyết tâm làm với nhau rồi thì bất cứ cái giá gì khó khăn cỡ nào chúng ta cũng sẽ làm với nhau thôi nhé bà con nhé. Hãy theo dõi Willow Farm nhiều hơn bằng cách nhấn vào cái nút đăng ký, nhấn vào cái chuông và share video này đến nhiều người bạn của mình đang trồng sầu riêng để chúng ta tìm hiểu kỹ càng, nhẹ nhàng và chi tiết hơn nữa về những cái loại bệnh thường gặp trên cây sầu riêng để chúng ta chủ động phòng ngừa nha bà con nha. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại.